Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Tố Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Tố Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Tố Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Tố Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tố Vlog Rồi bây giờ mời em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 2 Tuần 16 trang 71 Chính tả bài tập số 1. tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao, ao hoặc là vần au, au mẫu là rau, rau hai tiếng này chỉ khác nhau ở vần ao và vần au rồi bây giờ các em có thể bấm tạm dừng video để các em làm bài trước Giờ thứ nhất sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha Và các em đừng quên comment đáp án ở bên dưới video Hoặc là các em comment cho thầy giáo biết là Là em đúng hay là em sai Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng hoàn thành bài tập số 1 là như sau Các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc ao như là cao, cau. Cao có nghĩa là chiều cao, Câu là cây cau. Sáo, sáu. Cái sáo, sáu thổi. Sáu là số 6. Cáo, cáu. Cáo trong từ con cáo, cáu trong từ cáu gắt. Nổi cáu phao phao rồi phao trong trong từ chiếc phao phao là trong từ trắng phao báo báo rồi báo là con báo hay là tờ báo báo là châu báo báo vật nhau 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 trong từ nhau 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 là cùng nhau Rồi lao lâu Lao động Lao đeo lau, lau chùi Đeo đau Đeo bí đeo Lao đeo Đau nè Đau đớn Đau ốm Mau 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 nè Lung mau 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 chóng rồi tiếp theo các em sang bài tập số 2 điền vào chỗ trống a à, tiếng bắt đầu bằng chờ tiếng bắt đầu bằng chờ rồi ở đây các em có thể bấm tạm dừng video để các em làm bài trước Giờ tới nháp và các em nhớ là các em comment ở bên dưới video là em đúng hay là em sai nha để cho thầy giáo biết rồi cụ thể là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 2 câu A e là như sau. Tiếng bắt đầu bằng chờ. Cây tre buổi trưa. Ông ông trăng. Con trâu. Nước trong. Rồi tiếng bắt đầu bằng chờ. Che nắng. Chán ăn. Hoặc là chưa ăn. Các em có thể điền một trong hai từ chán hoặc chưa. Trăng dây, châu báu, trong chóng. Tiếp theo các em sang câu B. Tiếng có dấu hỏi. Rồi tiếng có dấu ngã. Ở đây các em cũng nhớ là các em bấm tạm dừng video để các em làm trước nha. Các em nhớ là Đối với mỗi bài tập, thầy giáo không nhắc nhưng mà các em cũng nên tập cho mình một thói quen là bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong thì các em mới bấm tiếp tục và so sánh xem mình làm đúng hay sai, cần bổ sung chỗ nào. Thì có như vậy thì các em học mới tiến bộ được nha. Rồi đầu tiên là câu B này. Tiếng có dấu hỏi này. Như là mở cửa này, ngã mũ này và nghỉ ngơi nghỉ ngơi tiếng nghỉ có dấu hỏi đổ rác rồi chỗ này nè là vẫy cá tiếng vẫy có dấu hỏi tiếng có dấu ngã thịt mỡ ở đây tiếng mỡ có dấu ngã này ngã ba tiếng ngã có dấu ngã suy nghĩ đỗ xanh tiếng đỗ có dấu ngã và vẫy tay tiếng vẫy có có dấu ngã rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.